chúng ta sẽ tiếp tục bài học mới của chúng ta. Đó. À, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc là chúng ta sẽ tham khảo từ mới. Đã, chúng ta có từ thứ nhất, detective. Detective. Chị có nhìn thấy màn hình không ạ? Thấy ạ. Đã, detective. Tôi ta coi detective. Chúng ta sẽ đọc từ này là detective. Detective. Đã. Detective. Đã. À, từ này nó đọc, nó phiên âm nó đọc cứng ạ. Nó phiên âm đọc cứng ạ. À, đọc là đi tép chip. À, tép chip. Chip và chip. Chip. Đấy, detective. À đó, đó là à, từ này có nghĩa là một câu chuyện, là một quyển sách trinh thám, chuyện trinh thám. À, tác của đây. Đây, cái đó là đúng rồi này. Dạ. Chuyện trinh thám đấy. À bây giờ nói tôi rất thích đọc chuyện trinh thám. Я очень. Я очень люблю. À, я очень люблю. Читать. Да, да, да. Я очень. À, люблю là được rồi, không cần читать được. Да. Люблю, да. Я очень люблю. À, детективы. Ди. À, детективы. Вы. Yeah. À, люблю детективы, à, yêu thích nó để làm cái gì, để đọc thì làm gì đâu ạ. Đúng không ạ? Cho nên cái từ đọc người ta có thể bỏ qua. Yo trên люблю детективы. Đấy. À, thế còn về nguyên tắc ra chúng ta để yo trên люблю читать cũng được, cũng không sao cả. Đấy. Так. А это значит читать это указывает на то, что вы любите книжечки, да, книги. À, tức là nếu mà nói читать thì có nghĩa là hiểu rằng là chị là thích đọc sách chứ không phải là thích xem phim. Thế còn nếu là yêu trên lưu detective thì có nghĩa là tôi rất yêu thích những cái chuyện trinh thám, phim trinh thám đấy. Nó tạc vào. À, хорошо, chúng ta có từ thứ hai, начинаться. Начинаться là cái gì ạ? Bắt đầu. À, начинаться. À, bắt đầu thì cái này nó có cái đuôi xe. Chúng ta nhìn thấy nó có cái đuôi xe. Đuôi xe này nó chỉ cái hành động tự thân, tự vận động. À, có nghĩa là cái gì đó nó tự bắt đầu. À, tự bắt đầu có thể là собрание. Собрание là một cuộc họp ạ, phải không ạ? Собрание, митинг, митинг, à chúng ta từ митинг, митинг là một cuộc họp, một cuộc meeting đấy. Trong tiếng Nga nó là митинг, митинг. Đã, hoặc là gì ấy? Có thể là урок, урок, à là một một giờ học. Собрание, митинг, урок, hoặc là лекция, лекция. Là một bài giảng, à, đúng không ạ? À, thế người ta sẽ chia thì đa phần nó chia ở các ngôi ôn hoặc là ăn ná hoặc là a nhì. Là ví dụ vậy. À, ví dụ chúng ta sẽ có ngôi chia là ví dụ như là дождь начинается, cơn mưa bắt đầu. Yeah. Đó, cơn mưa nó bắt đầu. Tức là tự nó bắt đầu chứ không phải ai làm cho nó bắt đầu cả, đúng không ạ? À, собрание начинается. Дождь начинается. À, вот, đó. À, tương tự như vậy chúng ta có từ кончаться. Кончаться là gì ạ? Kết thúc rồi thầy. À, кончаться là kết thúc, đúng không ạ? Кончаться là kết thúc. Thì chúng ta nói ngày làm việc kết thúc này. Ngày làm việc kết thúc ạ. Рабочий день. À, рабочий день. À, кончается. Рабочий день кончается. Кончается, да. Ngày làm việc đã kết thúc đấy. À, đấy. Hoặc là ngày đã kết thúc rồi mà không thấy khách hàng đâu. Đấy. День уже кончается. День уже кончается. А? А? Клиентов? Нет. А клиентов нет. Ngày đã bắt đầu, ngày đã kết thúc rồi mà còn chả thấy khách hàng đâu. À, client tớp nhiệt. Đấy. À, đó. Đấy. День уже кончается, а клиент тớp нет. À, nếu mà nói ví dụ như là những cái hàng quán buôn bán ế ẩm, hay là gì, à, than vãn với nhau, ngày đã kết thúc rồi mà còn chưa thấy khách hàng đâu. Đấy. À, день уже кончается, а клиент тớp нет. Đó. À, так вот. Tháng đã hết rồi mà chưa thấy tiền lương đâu. Tháng đã hết rồi, tháng đã hết rồi mà chưa thấy tiền lương đâu. Месяц уже кончается. À, tiền lương còn chưa có ạ. Tiền lương là gì? Зарплат.
tươi, nhiệt, đấy, Azarapati nhiệt, đấy, hoặc là gì, người ta còn có thể nói Azarapati nyevidak vi nyevidak, đấy, người ta nói theo cái kiểu người Nga nói nyevidak, nyevidak là còn chưa nhìn thấy, đấy, không phải là vidak mà là vidak, vidak, à, nói theo cái kiểu từ cổ đúng không, nyevidak, à, đó, phải không ạ, à, nyevidak, đấy. À, tak, à, nyevidak, nyevidak, chạm âm rơi vào đây ạ, đấy, nyevidak, à, zaraplaty, nyevidak, đó, à, khi mà chúng ta nói là zaraplaty nhé thì cái câu đó bình thường, thế còn nếu nói à, zaraplaty nyevidak thì nghe cái câu đó có vẻ sành điệu hơn, à, tức là ý nói rằng là cái người nói là người ta có vẻ là sành điệu về tiếng Nga hơn, à, ví dụ vậy, yeah. Nó khác nhau ở chỗ đó đấy, à, à, tak vượt, thế chúng ta có từ drugoi, drugoi là gì ạ? Другой là khác đấy. Bây giờ một người khác nào, người khác. Другой человек đấy. Другой человек. Một người khác, một ý kiến khác này, một ý kiến khác. Другое мнение. Мнение là ý kiến. Другое мнение. У вас есть другое мнение? Bạn có ý kiến nào khác không? У вас есть другое мнение? Đấy, другое мнение. À đó. À, ngày khác là другой день, vào ngày khác, v другой, v другой день đấy, à, v другой день, à, các bạn bảo давай, давай сегодня встретимся, à, chúng ta hôm nay gặp nhau chút đi, ну давай, давай в другой день, давай в другой день, tức là thôi để ngày khác đi, другой день, à, nói như vậy đấy, так вот, à, хорошо, à, tiếp theo chúng ta có động từ вставать. Вставать là gì ạ? Вставать là dậy, thức dậy. Ngủ dậy ạ, đấy. Ngủ dậy. Вставать. Dậy, да. Вставать. Chúng ta chia động từ nào? Я. Вставаю. Đấy. À, động từ đây là động từ có đuôi авать. Đuôi. À, cái đặc biệt, cái đặc biệt ở đây chúng ta là động từ có đuôi авать ạ, đấy. Có đuôi авать này. Có đuôi авать chúng ta bỏ chữ вать này đi. Bỏ cả chữ вать luôn. Đấy. À, thì chúng ta sẽ còn cái gốc là gì ạ? À, вста, đấy. Я встаю. Встаю. Да. Đó, cái cách chia của nó như vậy đấy. À, ты встаёшь. À, ты встаёшь. Đó. Так вот. Он. Да. Встаёт. Мы встаём. Встаём. Вы встаёте. А, они. Они встают. Nhưng mà phải để ngủ. Да. Они встают. А, chị đọc lại giúp ạ. Я встаю. Ты встаешь. Ты встаешь. Он встает. Мы встаем. Встаем. Trọng âm rơi vào юм. Встаем. Вы встаете. Они. Они встают. Да, они встают. А động từ встать. Встать thì nó là động từ này chia thông thường bỏ tê dấu mềm đi thôi. Đó. À, thế và ở đây nó chia cũng hơi khác lạ một chút. Я встану. À, trọng âm rơi vào đây ạ. Đấy, trọng âm rơi vào đây. Я встану. Я встану. Да, я встану. À, вот так вот, đấy. Ты. Ты. À, встанешь. Встанешь. Да, ты встанешь. Ты встанешь. Он. Встанешь. Встанет. Он встанет. Да, мы. Встанем. Мы встанем. Нем. Нем, да. Вы встанете. Че. Они. Они встают. Встанут. Они встанут. Они встанут, да? Встать là động từ cũng là ngủ dậy mà thể của nó thể hoàn thành ạ. Yeah. Đây nó đi theo cặp ạ. Động từ start là chưa hoàn thành. Động từ start là thể hoàn thành ạ. À đúng không ạ? Đấy. À, đó, động từ start là động từ thể hoàn thành. À đó, còn động từ start là động từ thể chưa hoàn thành. Đó, tạp vật đấy. À, khác nhau như vậy ạ. Так вот. Хорошо, вот тут и вот тут. Đấy, у нас есть вот разница. À, так. Đó. Để cho nó nhìn thấy là nó khác nhau một chút. Chấm nghe đấy.
Em Alo. nghe Dạ, nghe thầy ạ. À, tạc, chúng ta sẽ đặt câu với động từ đi nằm ngủ nào. Tôi thường đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Chị nói giúp ạ. Tôi thường đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Yeah, Đúng rồi, я обычно, да? Я обычно. 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 Nó, я обычно. À, đi nằm ngủ là gì ạ? Thông thường thì phải dùng động từ để chưa hoàn thành. Là rus. À, đấy. Я Yeah. обычно là rus в 9 часов. Đấy. 9 часов. Часов. Я обычно ложусь в 9 часов вечера. Я обычно Вечера. ложусь в 9 часов вечера. Я обычно ложусь в 9 часов вечера. А, вот так вот, да? Я обычно ложусь в 9 часов вечера. А, đó, ты thường xuyên đi ngủ vào lúc 9 giờ tối. Thế bây giờ chúng ta sẽ có câu thứ hai. À, ngày hôm nay tôi đi làm về muộn cho nên tôi đi ngủ vào lúc 11 giờ. À đó, bây giờ cái câu này nó sẽ khác biệt cái câu trên là gì ạ? Câu trên là abich là thông thường, thế còn cái ngày hôm nay là sao? Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. À, chỉ có một ngày hôm nay thôi đấy. Chúng ta sẽ nói là gì ạ? Si vột nhá. Dạ. Nào, tôi đi làm về muộn nói thế nào nào? Tôi đi làm về muộn. Yep. Dạ. Đấy. À. Пришла. Я пришла, да? С работы. À, đúng không? Tôi đi làm về muộn thì пришла с работы là đi làm về muộn. Я пришла с работы поздно. Đó. À, đó là câu đi làm về muộn. Я пришла с работы. Phải cái câu là пришла с работы là đi làm về. Câu đi làm về chúng ta đấy. Tao buồn đấy. À, đó. Câu đi làm về của chúng ta là như vậy. À, bởi vậy po e temu po e temu ya à, po e temu à, gì nào ya lược hay là y liệt la đấy pa e temu ya liệt la pa e temu ya liệt liệt la spa v a gì nó sức chút sốc đó đấy chứ ạ. Có nghĩa là nó đã xảy ra rồi với thầy Vâng liên ạ. Vâng. Ở đây nó dùng hai cái động từ thể hoàn thành ạ. Prisla là một này và Legla là hai này, đấy. à. Đó. Legla hai động từ thể hoàn thành à, nó kế tiếp nhau, nó có cái tính kế tiếp nhau. Đầu tiên thì là đi làm về, xong sau đó là đi ngủ, đấy. Вот. А сегодня пришла с работы поздно, поэтому я легла спать в 11 часов, đấy. Đó. Đúng À tiếp rồi, theo. để Đấy. tôi Đấy. À thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái câu với lại động từ stack, stavach. À chúng ta có động từ stack, stavach. Đây là động từ stack. À động từ stack là thể hoàn thành, động từ stavach là thể chưa hoàn thành. À tác vụt. À chúng ta sẽ nói một câu là con trai tôi thường ngủ dậy lúc 6 giờ sáng. môi Môi sớm. À thường là gì ạ? Chúng ta cũng vẫn dùng abuchna, phải không ạ? Abuchna. Và ngủ dậy là gì ạ? Style. Yacht. Ăn đấy. Động từ đấy ạ, động từ Starbucks chia đấy ạ. Мой сын обычно встает в 6 часов. Đấy. À, мой сын обычно встает в 6 часов. À đó. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật. No. Сегодня. Và воскресенье. À. Ăn đấy. À, nó ngủ dậy vào lúc 9 giờ. On. Đây, 9 giờ đây. Dễ. Vâng, dễ biết chưa sợ. Đã. Vâng, dễ biết chưa sợ. Vấn đề của chúng ta là chọn động từ gì ạ? À, chọn động từ, chúng ta phải chọn động từ. Nhưng mà cái việc này là việc của ngày hôm nay chỉ xảy ra một lần thôi. Cho nên là phải sử dụng động từ thể hoàn thành. Và ở thì quá khứ on, stop. À đấy, on stop. Да, он встал в 9 часов. Мой сын обычно встает в 6 часов, но сегодня воскресенье, он встал в 9 часов. Да, в 9 часов, да? À đó. À, thế bây giờ nói là ngày mai là thứ bảy.
Tôi sẽ đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm. Đấy. Ngày mai là thứ bảy. Tôi sẽ đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm. À, nói thế Exactly. nào? Giáp Exactly. ra su bồ Support. tà. Su bồ tà với cái một Yeah. mà, đúng không? Dạ. À, tôi sẽ Yeah. đi ngủ. À, là Yeah. phải dùng ở thì tương lai ạ. Lẽ gù. Yeah. Yeah. Dạ, lẽ gù spạch đấy. Yeah. Spạch. Yeah. Dạ, Yeah. lẽ gù spạch. À, завтра суббота, я лягу спать в 12 часов, но чи. Tôi đi ngủ vào lúc 12 giờ đêm. Завтра суббота, я лягу спать в 12 часов ночи. À, đó. Thầy ơi, đúng ra là nói tiếng Nga mà không học là một sai lầm lớn luôn á thầy. À, vâng Đang ạ, không đang hiểu cái được đâu đầu ạ. Vâng. ra đúng thầy. Vâng. Không hiểu và nói sai lung tung ạ. Không bao Vâng. giờ có cái chuyện mà học mà kiểu như là học mà nói bồi á mà có thể ấy được. Chị Vâng. thấy thiếu quá trời luôn, mặc dù chị nói tiếng bồi là Cũng bà khá chị tốt ạ. nó hiểu hết á. Vâng. Vâng, mà nó bảo rằng là nó Vâng. cứ nhanh nhó này. À, mày không cần học tao hiểu hết rồi. Nó không 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 mày mày hiểu, chẳng qua là tao với mày quá thân thì mày 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 đoán ra được thôi, chứ thực sự ra tao biết là thật nói không đúng. Thế qua qua những cái mẫu câu này mới thấy là cái những cái tính tinh Đúng tế của rồi cái ngôn ngữ tiếng Nga phải không ạ? À, phải không đúng ạ? rồi thầy, đúng Đó. rồi. Cho nên là khi mà rèn luyện như thế này thì chúng ta mới nhìn thấy là cái việc mà chúng ta đặt câu với Khi lại sử dụng động mà từ. thầy dạy rồi chị mới cảm thấy là rất là xấu hổ khi mình nói sai À thế quá nhiều. ạ. Vâng ạ, đúng thế ạ. Đúng thế. À, thực chất ra thì nhiều khi nghe mọi người nói cứ nói ào ào đi. Thế xong thì rõ ràng em thì nói thật với chị là ví dụ như là anh em bạn bè người Việt mà nói tiếng Nga thì em cũng cứ im lặng thôi, bởi vì sao là chẳng nhẽ mình đi sửa cho người ta nghe nó buồn cười À, mà sửa đúng có mà rồi sửa suốt ngày luôn. Đó. đúng là Và thế có khi nhiều người mà sửa người ta lại còn tự ái, vậy thì tốt nhất là coi cứ nghe thôi, nghe và hiểu thôi. Trừ trường hợp là học sinh học với mình thì lúc đó thì mình sẽ hướng dẫn họ nói cho nó đúng thế ạ. Tắc tại vụt. sao lại tự ái với cái đó nhỉ? Người ta đã tặng miễn phí cho mình kiến thức mà tại sao mình lại À, tự ái với cái vâng. Không có đó nhiều người thầy? như thế ạ. Vâng. À thế như vậy là chúng ta nhìn thấy đây là gì ạ? Zatra Subota, ngày mai là thứ bảy. Yalego Spa chủ đi Yeah, Vienna Sachusop Nochi. Đấy. Sachusop Nochi. Đó thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Lego Spa. Yalego Spa có nghĩa là tôi chắc chắn là sẽ ngủ vào lúc 12 giờ. Đúng không ạ? Chắc chắn. Ở đây chúng ta dùng động từ thể hoàn thành dạng chia ở thì tương lai. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ có một câu là cứ mỗi khi đi ngủ con gái tôi nó lại hò la nằm xuống nằm xuống. Đúng một khi là cash Cái câu được. này, cái câu này nghe là dễ nhưng mà thực ra lại là khó ạ. À cứ Cứ mỗi mỗi khi đi khi ngủ. À cứ mỗi khi đi ngủ rồi ạ. Каждый раз đấy. Cứ mỗi một lần. Когда мы ложимся спать đấy. Cứ mỗi lần khi mà chúng tôi nằm xuống để đi ngủ đấy. Моя дочка орёт. А Và орёт. Nó là lại hò la, đấy nó lại hò la. Nằm xuống nằm xuống. Nằm xuống nằm xuống nói thế nào ạ? Ляг. 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 Đó, cái động từ thứ mệnh lệnh của nó là như vậy ạ. Thứ mệnh lệnh nó rất rất là đặc biệt ạ. Nằm xuống, nằm xuống. Đấy, đó. Đó, đó. À, nó tức là ở đây chúng ta nhìn thấy là cái thức mệnh lệnh của cái động từ liệt thì nó rất là khác lạ. À, cho nên là chúng ta phải làm một cái ví dụ riêng như thế thì chúng ta mới nhớ được ạ. Ляг. Đấy. À, đấy. Thế bà mẹ nói với đứa con nằm xuống nào, nằm xuống đấy. À đó, bà mẹ nói với đứa con nằm xuống nào, hãy nằm xuống đi. À, mama говорит дочке, mama говорит дочке đấy, mẹ nói với đứa con gái, ляг, ляг, пожалуйста, пожалуйста, ляг, пожалуйста, đấy, ляг, пожалуйста. Đó. À, hãy nằm xuống đấy. À, đó. À đó, tác vụt. À thế như vậy là chúng ta nhìn thấy cái động từ liệt nó có một cái thức mệnh lệnh rất lạ. Liệt. Liệt.
thứ mệnh lệnh của nó là lạc lạc hoặc Liệt. là lạc chè, lạc chè, lạc chè. Lạc chè là dành cho số đông ạ. Lạc chè là Dạ. nằm tất cả nằm xuống. Lạc chè đó, cái động từ thanh minh lệnh là như vậy ạ. Thế mà bây giờ cái thì quá khứ của nó cũng lạ. Thì quá khứ là gì? Hôm nay anh ấy đi ngủ muộn. Si vụt nhé. Số On lược. bốn Lược. liệu Lược, lược đúng không ạ? Lược spach. Poznà. Đấy, сегодня он лег спать поздно. Đấy, сегодня он лег спать поздно. Đó thì chúng ta nhìn thấy đây là động từ của nó là лег. 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 Сегодня он лег спать поздно. Anh ấy đi ngủ muộn. Anh ấy đi nằm nghỉ muộn. Tác vụt. Thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là những cái mẫu câu với lại bốn cái động từ. Stavat là rực sắc. Đấy. Động Drugo chúng từ ta này biết là động rồi. từ khó các thầy ha, động từ Dạ. này động từ khó. Động từ này nó khó bởi vì sao, Từ là khó. nó có dạng chia đặc biệt ạ. Dạ Nó đúng. khó đối với chúng ta nếu chúng ta không học. Thế Dạ còn đúng nếu mà rồi. chúng ta học thì nó lại bình thường. À. Chúng ta chia nhiều lần nó sẽ quen thôi, phải không ạ? Đấy. Đó ở đây chúng ta chia này. Động từ lягу, ляжешь, trọng âm rơi vào dạ. Lягу, ляжешь, ляжет, ляжем, ляжете, они лягут. Он лег, она легла. Và cái thức mệnh lệnh của nó, ляг, лягте, лягте, ляг. Đọc là ляг, G đọc thành cọc. Ляг, лягте. Đó. Tác vụt. Tiếp theo chúng ta sẽ có tính từ rạt. Rạt. Rạt là gì vậy ạ? Rạt Ra là vui mừng phải không ạ? Đấy. là vui Rạt này mừng. thì đó là cái tính từ ngắn đuôi cho nên nó biến đổi theo giống. On rạt. Ra Đấy, on rạt đà. Đây chúng ta nhìn thấy là rạt là vui mừng, nghĩa là vui mừng. Vui mừng. Đấy. Vui mừng. Thế và nó sẽ có định dạng on rạt. On rạt. Anna rạt là đà. ra Anh rạt đừ. Đó. Cái định dạng của nó như vậy ạ. Đó. Thì trong cái định dạng như thế này thì là nó sẽ dẫn đến tình trạng là đằng sau chúng ta có thể đặt được một cái động từ nguyên thể nào đó. Ví dụ như là họ rất vui mừng khi gặp lại tôi. Họ rất vui mừng khi gặp lại tôi. Câu đó nói như thế nào ạ? Họ rất vui mừng khi gặp lại tôi. À nhiều trên rạt đấy. Đã. À u vị tiết mi nhả. Đã, đã, đã. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên thể. Cộng với infinitive. Infinitive. Đấy. Đó. Cộng infinitive. Vậy thì ở đây chúng ta có thể lấy một vài ví dụ. Họ có thể vui mừng vì gì nào? Vì u vị đích, u vị đích đấy, u vị đích đấy, họ rất vui mừng là thông thường nó hay dùng với cái cấu trúc u vị đích rất yeah, rất và vị đích đấy, đó, tôi rất vui mừng là được tham gia vào một cái việc gì đó, uchas và vật, vật, vật chủng đấy, vật chủng, vật chủng, vui mừng để tham gia một cái việc gì đó. Về được tham gia vào một cuộc thi, được tham gia vào một cuộc họp, ví dụ vậy đấy. Đó. Thế người ta sẽ có mẫu câu là họ rất vui mừng được gặp tôi. Они очень рады увидеть увидеть меня. Và đấy. Tôi rất vui mừng được tham gia vào lễ hội. Я рада участвовать в праздник. В праздник. В празднике. Đấy. Я очень рад участвовать в празднике. Tôi rất vui mừng được tham gia vào cái lễ hội nào đó. Хорошо. Thế như vậy là đến đây chúng ta thấy đó là những cái từ mới của chúng ta. Bây giờ chúng ta có động từ ustach, ustavach. Ustach và ustavach. Đúng chưa? Ustach và ustavach. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hai cái động từ này.
động từ ustach và ustavach. À, nó có cái điều gì khác nhau ở trong hai động từ này? À, đó. Chúng ta sẽ xem. À, đây là ustach. 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 Ustavach. Đó. Ustavach là động từ thể chưa hoàn thành, đúng không ạ? Nó cũng có cái đuôi ovat như này, phải không ạ? Đấy. Đó. Thế và động từ thứ hai của chúng ta đây có đuôi ovat này. Ovat đấy. Đó. À, nó giống cái động từ stavach này và ustavach. Thấy chưa? Thấy giống nhau không ạ? Giống nhau về cái đuôi động từ ạ. Thế và động từ thứ hai của nó động từ thể hoàn thành là là ustach. 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 Ustach cũng có nghĩa là hấp chạy. Là thể hoàn thành ạ. Nhưng mà nghĩa nó là gì thầy? À, là mệt ạ. Đấy. À, mệt đó, nó mệt ạ, vâng ạ. Nó là mệt ạ. Đấy. Mệt. Tức là nói tôi mệt. Yeah, usta là. Yeah, usta you. Đấy. À, yeah, usta you. Yeah. Tươi. Tươi. Usta yosh. À, đấy nó chia cái giống cái động từ stavat kìa. Đúng không ạ? À, đó. On. On. Usta yot. Mới. Usta yom. Với. Usta yoche. À, nhí u. Đó, đây là từ ustavach. À, động từ ustavach. Đó. À, thế bây giờ động từ ustach. Động từ ustach nó chia theo nhóm 1 và nó cũng chia giống cái động từ stach này, chia giống hệt như này luôn. Đấy. Đó. À, chúng ta sẽ chia nào. Ya ustanu. Đấy. Ustanu. Tươi. Ustanyesh. Tươi ustanyesh. À, kia là từ stanyes, từ stanyes cậu ngủ dậy, từ stanyes đây là cậu mệt thì là từ ustanyes. À, đúng không ạ? On ustanyet mới ustanyem với ustanyeche và ani ustanut đã ustanut ani ustanut tạm biệt đấy. Đó, đến đây chúng ta thấy đó là động từ của chúng ta. À, động từ ustavach, ustach. À, thế bây giờ nói, à, bây giờ chúng ta sẽ nói câu là tớ mệt mỏi vì cậu lắm rồi đấy. Nói thế nào? Tớ mệt mỏi vì cậu lắm rồi. Hoàn thành rồi đúng không thầy? À, tớ mệt mỏi vì cậu. Đã. Giờ ustanu đã thầy. Đã, 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 đã. À, tớ, giờ ustanu là tớ sẽ mệt mỏi. Nhưng mà nếu nói là thì của chúng ta đây là thì gì ạ? Thì quá khứ rồi. Đấy. Я устал. Устал. От тебя. От тебя. À, đó. À, tớ mệt mỏi vì cậu đấy. Đó. Tớ mệt mỏi vì cậu lắm rồi. Câu này chắc chắn sẽ vận dụng với lại cái bạn đối tác của chị. À, suốt ngày. Bà tức lắm thầy ơi, cái câu này không biết nói mà không có nói được cái gì. Dạ, hôm nay. Я устала. Phụ nữ nói я устала от тебя. Я устала от вас, да? Я устала от вас, да? À, thì bây giờ nói cậu cứ bám như con ruồi. Cậu cứ bám tớ như con ruồi. Thế nói nào. Câu này hoàn toàn biết đấy. Đấy. Thì sao à, tức là gì? Có những cái người nó cứ lòng ngoằng đi theo mình, đi đâu nó cũng đi theo. À, đi đâu xong nó như là nó cứ gọi là giày vò mình đấy, giày vò như là đay nghiến mình vì một cái chuyện gì đó đấy, nó đay nghiến mình vì cái chuyện gì đó. Thầy biết sao không? Đúng dạ. Là hồi xưa mình có một cái nợ với nước Nga, và là sau này mà mình gặp người Nga đó mình cứ hay giúp đỡ họ. Vâng. Nhưng mà trong cái số đó thì lâu lâu nhiều khi nó là cái duyên thầy. Vâng đúng thầy. Giống như cái gặp một người bạn đời người Nga đó, thầy công nhận không? Vâng. Cái đó mình đâu có một cái dự tính nào trước, mình cũng không nghĩ đến. Giống như cái của chị bây giờ cũng vậy. Có nghĩa là bạn ấy gặp mình trong cái giai đoạn là giống như là bạn phải là đang chiếc túi ở giữa biển đó thầy. Và không có một cái gì để bán luôn á. Chỉ chờ đến đấy thôi. Tức là kiểu chỉ cần là cái kem nói về quá khứ xong rồi là kết hợp làm rồi. Ôi rồi cũng phải lằng nhằng mấy bạn ấy về tư duy về Apchiratsa. Apchiratsa. Sao mà chị mới bảo
Tao tức lắm. Có những cái tao cần phải nói cho mày để mày đau cơ, nhưng mà vì tao không có nói được, tao tức lắm luôn. Thành ra là bây giờ tao có thầy mỗi ngày, cách coi như là một tuần tao có mấy buổi tao rèn được cái ca, thế là nó gào lên, nó bảo là mày cùng mà mày điên à, tao hiểu hết. Nói không, mày hiểu là một chuyện, còn cái chuyện tao nói đúng hay không là một chuyện khác. Tao cảm thấy Đã mày điên, đã tao hiểu hết, tao cứ cứ đã vâng ạ. nhưng mà khi mà tao muốn chửi mày, tao không có từ để tao chửi vậy đó. Vâng, Rồi that good, хорошо. rồi À thế như vậy ở đây chúng ta có cái câu là lúc nãy đang nói cái câu gì lạ là gì, cậu cứ bám lằng đuôi nhằng như con ruồi. Cậu cứ lằng nhằng bám đuổi tới như con ruồi, thì có nói cái câu là tươi na dối lì vậy à, tươi na dối lì vậy à, các mù khả đấy, tươi na dối lì vậy các mù khả. Như con ruồi đuổi nó cũng không đi, nó cứ vò vẻ nó đậu ở đầu, đậu ở tay, đậu ở chân, đậu vào mặt. Na dối lì vậy đấy, chúng ta cái từ na dối lì vậy à, na dối lì vậy tức là gì, tức là nó cứ bám đuổi lằng nhằng theo mình, na dối lì vậy, na dối lì vậy thì à, vậy tươi na dối lì vậy các mù khả. Đó đúng không ạ? Hoặc là gì, đừng có đay nghiến tớ nữa, tức là nó cứ lằng nhằng nó bám theo, xong nó cứ lè nhè đúng không? Gọi là cá bạch, na mazgi, cá bạch na mazgi. Tiếng tiếng Nga là cá bạch na mazgi, nhé cá bạch mình na mazgi, nhé cá bạch, nghe cá nhé cá bạch bạch, mất đây nhé cá bạch, gì nhé cá bạch, à, mình nhé na mazgi. Như cá bay năm mình năm mà gì à, tức là đừng có đay nghiến tớ nữa à, đó. Cá bạch, cá động từ cá bạch nghĩa là cá bạch nghĩa là giọt nước à, ma dạ gì là bộ não của mình à, tức là gì, nước nó cứ giọt giọt vào đầu ấy, đấy đó, cứ giọt vào đầu, là tiếng Việt của mình là cái câu đay nghiến ai đó nghe thật à, à đó thế mà vậy thì nó có nó có những cái từ như vậy đấy à, à, хорошо. À đó, chúng ta đang có động từ gì? Ustach. À đấy, Ustach. Ustach rồi. là à, mệt. Đó. Tớ đã mệt mỏi vì cuộc sống rồi. Ya uje. Đấy, uje. Ustayu. Đây, chúng ta dùng thì hiện tại. Ya uje stayu at at chizole. Chizole. Rizni. Rizni. Я устаю от тяжелой жизни. Да. À, tớ đã gì mệt mỏi vì cuộc sống nặng nhọc, cuộc sống vất vả này rồi. Я уже устаю от тяжелой жизни. Да. Так. От тяжелой жизни. Да. Я уже устаю от тяжелой жизни. Да. Я уже устаю от тяжелой жизни. À, так вот. От тяжелой жизни. Là khó khăn hơn thầy Тяжелый là nặng nề ạ. nặng nề á Đà, xuất phát từ cái động từ chia rẽ lộ à, đấy chị à, đà chia rẽ lộ, chia rẽ lộ là trạng từ, trạng từ, thế và tính từ của nó là chia rỗ lì, chia rỗ lì, chia rỗ lì, chia rỗ lì sùm cá đấy à, chúng ta có thể chia rỗ lì sùm cá, chia rỗ là sùm cá là một cái túi nặng, chia rỗ lì sùm cá, chia rỗ lì là cuộc sống vất vả đấy. Tạc, tạc. À. À, thế bây giờ nói đừng có chạy nữa không có mệt đấy. Như bia gầy, nói như với trẻ con, như bia biết gầy, bia gạch là chạy, rồi chạy lăng đấy quăng. Như bia gầy, a to ustanish. À, chúng ta có động từ ustavat đấy, ustanish, ustanish. Như bia gầy, a to ustanish, ustanish. Đừng có chạy không có lại mệt bây giờ. Ustanish đấy à, đó à, đây chúng ta là Ustanish Ustanish à, động từ đó rồi tạc Ustanish à, не бегай, а то устанешь. Не бегай, а то устанешь. Вот так вот đấy. Đừng có chạy không có lại mệt bây giờ. Kiểu thế đấy. À, nó tạc. Nó такие слова интересные просто. Ну, пока мы сегодня новые слова учим, так что мы так можем тренироваться долго-долго. Так вот. А, đó, thì như vậy, đó là những cái từ ngữ mà chúng ta học cho ngày hôm nay.
À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bài đọc của chúng ta. Onassis, ta coi chiếc. Chúng ta có cái bài đọc như này. Close À, chị versus đọc đây là chắc hiểu hết được ạ. Klaus Abichner Stajot. Stajot về vô xem chất sốt ut ra. Đã. Nước vô nhà ông vô xa là vô xem. Потому что вчера он был в театре, и не сделал домашнее задание. Да. И сейчас? Сейчас он должен выписать новые слова. Слова. Слова повторить грамматику чику. Да. А вы его сестрица Клаус позавтра. Позатрак. Да. Он съел два бутерброда. Là cái bánh mì kẹp có thể. Vâng ạ, đã бутерброд đấy. И пил чаш, чашку. И выпил чашку кофе. Чашку кофе. Да. В 5:50. Нет. Позвонила Том и сказала: Клаус, ты уже прочитал детектив? Детектив, который ты купила в понедельник, я тоже хочу его прочитать. Да. Нет, я еще читаю его, но я могу дать другой, тоже да. Очень интересный. Да. Да. Большое спасибо. Большое спасибо. В 9:15. Клаус уже в аудитории. Да. Уроки начинаются в 9:30 и кончаются в 12:05. Да. Ну, sẽ có câu hỏi đầu tiên. Кто наш главный герой? Кто наш главный герой? À, chị có hiểu câu đó không ạ? Кто наш? À, так, chúng ta sẽ viết ở đây nhé. Кто наш главный герой? Đấy. À, главный là gì ạ? Главный. Главный chúng ta học rồi. Главный là quan trọng. Главный là quan trọng. Герой nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là anh hùng, người anh hùng. Nghĩa thứ hai là nhân vật. Nhân vật trong phim, nhân vật trong truyện, trong tiểu thuyết. Кто наш главный герой? Ai là nhân vật chính của chúng ta ở trong câu chuyện này? Vâng, это Чексти. Да, в этом тексте. Кто наш главный герой в этом тексте? Ai là nhân vật chính của chúng ta trong câu chuyện này? Клаус. Клаус, đấy. Клаус. Да, Клаус. Хорошо. Когда он обычно встает? Он обычно встает в 8 часов. 8 часов. Утра. Хорошо. А когда сегодня он встал? Но сегодня он встал в 7 часов. 7 часов. А почему он сегодня встал в 7 часов? А потому что вчера он был в театре и да. Не съел. Не сделал домашнее задание, домашнее да? Задание. Да. Значит, он встал в 7 часов, чтобы делать домашнее задание. А да. Что он должен делать? Что он должен делать? Кого-то а сейчас он должен выпить новые слова. Выучить, да? Выучить. Выучить, чего мать? Выпить, да? Выучить. Новые слова. Слова. И повторить грамматику. Да? А что такое повторить? Что такое повторить? Повторить где? Нет, а онлайн, да? А, chúng ta có hai động từ повторять là động từ thể chưa hoàn thành. Đó là động từ не совершенный вид, да? Và động từ thể hoàn thành повторить. Động từ thể hoàn thành совершенный вид, да? Động từ повторять là chia theo nhóm 1, phải không ạ? À, động từ này động từ chia theo nhóm 1. À, vất tạc vật đấy. À, động từ chia theo nhóm 1. Và động từ повторить
thì chia theo nhóm 2. Nào, ta không Dạ. thấy. À, Dạ. đó. À, хорошо, повторять, я повторяю. Ты повторяешь, он повторяет. Động từ повторить, я повторю. Ты повторишь, он Да. повторит. Vân vân đấy. Đó. Повторить что? Что можно повторить? Повторить Повторить что? А, грамматику. грамматику, Đấy. да. À, процедуру. Процедуру là gì ạ? Là một liệu trình. Ví dụ Dạ. như là một cái người bị ốm chẳng hạn, người ta đã tiêm xong một liệu trình 7 ngày, sau đó người ta nghỉ một tuần, sau đó thì người ta paptarit proceduru, tức là lặp lại một cái liệu trình nào đó đấy. Paptarit có thể là process là một cái quá trình nào đó đấy. À đó. Paptarit можно paptarit text. Text novice slova grammatiku. Ôn tập có thể là bài đọc, có thể là ôn tập từ mới, hoặc là có thể là ôn tập ngữ pháp tác vụ. Хорошо. Значит, он сегодня встал в 7 часов. И для чего? Для того, чтобы сделать домашнее задание. И сейчас он должен выучить новые слова и повторить грамматику. Хорошо. Когда он позавтракал? Он позавтракал в 8:30. 8:30. Đấy. Chúng ta lưu ý ở đây chúng ta có động từ gì nào? Ở đây chúng ta có động từ thể hoàn thành. Động từ này là động từ thể hoàn thành. Đấy. À đây. Đấy. Pazatrakach. Ý nói rằng là vào cái lúc 8:30 này là cậu đã Anh ăn ấy đã xong rồi. ăn sáng rồi, vâng. À ăn xong rồi ạ. À? Đấy. À chứ không phải là cậu bắt đầu ăn. À Dạ. đúng không ạ? À lúc này là cậu đã ăn xong, có nghĩa là cậu phải bắt đầu ăn từ lúc ví dụ như là 8 giờ hoặc 8 giờ 10 phút đấy. À, cậu ăn Dạ. trong 20 phút, Anh 15 trước phút đó. nào đó. Anh trước đó. Trước 8:30 rồi. Đấy đấy đấy. À stone stone yield, cậu ta ăn cái gì? Dva butcher bread đấy. Яйцо. Выпил чашку кофе. Хорошо. Когда Том позвонил? Том позвонил 8:50. 8:50. Том, А, 8:50. А что Том хотел? Что он хотел, Том? Что он хочет? Том хотел прочитать детектив. Cái này là muốn hỏi đã học bài xong chưa đúng không thầy? Đấy, đã hỏi là đã đọc xong cái quyển trinh thám chưa? À, cậu đã đọc xong cái quyển truyện trinh thám mà cậu mua hôm thứ hai chưa? À, tôi biết rằng hôm thứ hai là anh Trang này có mua một một cái quyển truyện trinh thám đấy. Tôi quan tâm là tiêu giờ prachitao để kịp cả tôi từ cupil panidien nhỉ? Tôi сказала, вот tôi уже прочитала detective, который ты купила в Понедельник. понедельник. Да. Да. А Я я тоже хочу его прочитать. его прочитала. Да. Да. Нет, я еще читаю Нет. его. Да? Да. Нет, я еще не читаю его, Еще но я читаю. могу. Еще читаю. Nghĩa là không, tớ còn đang đọc. Đang Да. đọc nó. Đấy. Да. Да. Но я могу дать другой, тоже Другой. будет другой, Đấy. nhưng mà Значит, tôi có да. thể cho bạn mượn một cái quyển khác, nó cũng rất Да, là да, thú vị. да. À, тоже очень интересный, да? Да. Хорошо. А когда Клаус в аудитории? Когда он пришел в аудиторию? Вы 9:15 минут. 9:15, да, Да. хорошо. А когда уроки начинаются? Уже аудитории уроки начинаются 9:30.9:30 минут. Да. Да. И А когда они кончаются кончаются? 12:45. 12:45 они кончаются, да? И Ну кончается, хорошо, да. да. Это первая часть нашего текста. Đây là phần đầu của bài đọc của chúng ta, đấy. Да. В следующий раз мы будем читать вторую часть текста. Да. Хорошо, Да. да? Да. На этом наш урок закончил, да? Мы Да. Да. закончен. На этом наш урок закончен. À đấy. Да. À đó. À и мы увидимся в следующий раз. Хорошо? Да. Да, спасибо. А ладно, спасибо. Спасибо вам за урок. До свидания. Хорошего дня. Да, хорошо. Chị Да. tắt giúp em nhé. Chị tắt giúp em bởi vì là cái Sky của chị nó bị
đơ treo Dạ trên rất xí đại nhỉ bắt cả đi đây đấy. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.